Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ tầm quan trọng trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị số 05, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Trà Vinh đã triển khai nhân rộng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, từ đó góp phần làm chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, phóng sự Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị do phóng viên Minh Thùy và Minh Chính thực hiện. Trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Trà Vinh đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Trong đó, chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội triển khai nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay nhằm đưa việc học tập Bác đi vào cuộc sống và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Minh chứng cụ thể là tuổi trẻ Trà Vinh đẩy mạnh học tập làm theo Bác, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Từ đó khơi dậy trách nhiệm của thanh niên và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân qua những mô hình nông thôn mới. Tuyến đường đan ấp Phú Nhiêu, xã Mỹ Chánh được đoàn viên thanh niên chiến sĩ tình nguyện hè huyện Châu Thành khởi công xây dựng vào đầu tháng 7 năm 2023. Hiện nay công trình dài hơn 1.300m, rộng 3,5m đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng và tạo sự phấn khởi cao trong nhân dân. Đây cũng là động lực để tuổi trẻ huyện nhà chung tay góp sức vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trước đây thì chưa được bên huyện đoàn hỗ trợ cái tuyến đường đan này, thì đời cái đi lại của bà con thì cũng gặp cái khó khăn nhất là cái vào cái mùa mưa. Thì do mưa đọng nước đồ là đi lại khó khăn, thứ nhất là các em học sinh thì nó đi học hơi vất vả. Đây thì cũng nhờ bên huyện đoàn nó hỗ trợ để cái tuyến đường này, thì góc độ ở địa phương lẫn người dân của địa phương thì cũng xin cảm ơn huyện đoàn hỗ trợ cho cái ấp Phú Nhiêu được một tiếng cái đường đan này. Sau khi huyện đoàn xây dựng đường đan này, bà con rất là phấn khởi, thì thay đổi cuộc sống trong nông thôn mới này là thứ nhất là các em học sinh cấp sách đến trường rất là dễ, rồi bà con đi qua đi lại vận chuyển hàng hóa, mua bán hàng hóa thì trao đổi hàng hóa rất là thuận lợi. Thắp sáng đường quê là một trong những công trình thanh niên có ý nghĩa thiết thực phục vụ dân sinh. Huyện đoàn Châu Thành đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh và xã Lương Hòa lắp đặt 50 bóng đèn chiếu sáng với tổng chiều dài 6 km. Công trình chủ yếu do huyện đoàn làm nòng cốt, vừa trực tiếp tiến hành lắp đặt, vừa vận động nguồn lực xã hội hóa đầu tư. Để thuận tiện cho việc quản lý, sau khi các công trình được hoàn thành, các xã thành lập tổ tự quản để vận hành đảm bảo các tiêu chí về môi trường và an toàn điện. Tổng giá trị các công trình lắp đặt chiếu sáng, cầu đường giao thông trên 350 triệu đồng. Từ khi mà huyện đoàn hỗ trợ tuyến đèn đường này thì bà con ở đây là rất là phấn khởi. Thì giao thông nó đã thuận tiện cho cái việc cái con em mà nó đi học hoặc công nhân đi tăng ca bằng đêm rồi này kia, nó cũng là rất là thuận tiện. Và bà con ở đây thì cũng đang xây dựng nông thôn mới nâng cao. Rồi so với trước đây thì bây giờ là bà con đã sản xuất những mô hình làm chăn nuôi trồng trọt này kia là nó cũng thấy nó thuận tiện hơn so với trước đây, cũng như là về cái mặt an ninh hoặc là gì đó thì cũng có trộm mất giặt này kia thì cũng không còn nữa, nó cũng hạn chế. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, phụ nữ có vai trò quan trọng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bất cứ lĩnh vực nào cũng có bàn tay, khối óc của phụ nữ. Hiểu đúng và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam, Đảng ta luôn nhất quán xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, phát huy vai trò của phụ nữ. Nhận thức rõ quan điểm đó, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ vươn lên trong học tập, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, đóng góp vào mọi mặt đời sống xã hội. Học tập và làm theo Bác, nhiều năm qua Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Trà Vinh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác bình đẳng giới, quán triệt nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quyết định số 2282 của Chính phủ phê duyệt chương trình tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân
bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Bà Bùi Thị Rảnh, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua công đoàn chủ động phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn, tập huấn công tác bình đẳng giới, đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Đoàn viên công đoàn ngành tích cực tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kết thúc giai đoạn 1, ngành thực hiện 116 sáng kiến, đạt tỷ lệ 116%. Giai đoạn 2, thực hiện được 244 sáng kiến, đạt tỷ lệ 122%. Công đoàn ngành giáo dục tổ chức các lớp tập huấn bình đẳng giới và tọa đàm nói chuyện chuyên đề, tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái trong thời kỳ chuyển đổi số. Song song đó, ngành còn tổ chức trò chơi đố vui có thưởng, tạo cơ hội cho gia đình đoàn viên giáo viên ở các đơn vị giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống. Thông qua các hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, động viên cán bộ, nhà giáo tiếp tục nêu cao nhận thức trách nhiệm đối với công tác bình đẳng giới, tôn vinh giá trị nhân dân, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Công đoàn ngành giáo dục cũng đã phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành giáo dục thăm và động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động là nữ không may bị bệnh hiểm nghèo. Mỗi suất như vậy là khoảng 500.000 đến 1 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên Đán, đã động viên được nữ nhà giáo, người lao động an tâm công tác. Bên cạnh đó thì ban công đoàn ngành cùng phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức nhiều cái chuyên đề tập huấn về công tác bình đẳng giới trong trường học, bình đẳng giới trong gia đình. Trong cái thời gian tới thì công đoàn ngành giáo dục và cũng tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào đăng ký giỏi việc trường, đảm việc nhà, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo để xây dựng gia đình hạnh phúc. So với trước đây thì một số địa phương thì cái nguồn cán bộ người dân tộc này nó bị hụt hẫng. Và công tác cán bộ phải có lúc phải điều động cán bộ từ nơi khác đến. Cái thứ hai về cái tiêu chuẩn về cái trình độ của cán bộ thì hiện nay cũng về cơ bản cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu trong công tác quy hoạch cán bộ. Thì về cái số liệu đào tạo đó, thì chúng ta thấy là trong 5 năm gần nhất, từ năm 2007 đến nay đó, thì toàn tỉnh Trà Vinh chúng ta đó, thì đưa đào tạo đó, là có hơn 32.000 lượt cán bộ, và đào tạo trên đại học đó, cũng có hơn 500 lượt, trong đó là cán bộ nữ là gần 47%, và cán bộ dân tộc là 23%. Vì cái chất lượng mà công tác quy hoạch cũng như cái sự quan tâm của tỉnh Trà Vinh đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ dân tộc nó cũng thể hiện qua cái công tác quy hoạch. Thì các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đó thì cũng rất là quan tâm, và trong thực hiện quy hoạch thì cũng tuân thủ đầy đủ các cái quy trình đó. Chính vì vậy đó là công tác quy hoạch được thực hiện là hết sức là dân chủ và khách quan đó. Và tránh tình trạng chúng ta bỏ sót, bỏ lọt cán bộ có đức, có tài. Nếu triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tin rằng công tác bình đẳng và vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Trà Vinh sẽ ngày càng được quan tâm hơn, góp phần xóa bỏ dần định kiến về giới, đồng thời huy động sự tham gia của xã hội vì hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của phụ nữ trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 41 của Ban thường vụ tỉnh ủy về xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, gắn với thực hiện mô hình trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, vận dụng triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, kết luận số 01 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 trong giai đoạn mới. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.